Chương trình Hành trình Chăn Quá của Đài Truyền hình Đài Kinh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tuần trước chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 1 phim Giặc Cưới của Người Khmer, bài ca hạnh phúc với những giá trị độc đáo của dòng âm nhạc kết hợp với nghi lễ trong ngày cưới. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tiếp đến quý vị phần 2 của loạt phim này. Mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi vào nhà gái, ông Maha và họ nhà trai ngồi ở gian trái. Dàn nhạc và người hát thể hiện ngay bài Hong Prong. Nội dung bài ca cùng với giọng người hát trầm bổng nhân gian dẫn dắt ông Maha thực hiện các động tác có ý nghĩa khấn vái ông bà tổ tiên về chứng giám cho cuộc lễ được diễn ra tốt đẹp, cho hạnh phúc cô dâu chú rể bền chặt. Âm nhạc làm cho bầu không khí của lễ cưới lúc này trở nên trang nghiêm, thể hiện sự trang trọng thành kính trước vong linh ông bà tổ tiên. Giai điệu trầm hùng, lời ca chất chứa ý nghĩa sâu xa. Những nghi lễ này kết hợp với lời ca, giọng hát mang giá trị nhân văn sâu sắc trong đời người đó, là thể hiện lòng biết ơn của con cháu đối với ông bà, cha mẹ, anh chị em, những người thân trong gia đình, dòng tộc và cả láng giềng. Đến đây, chúng ta có thể hiểu được phần nào giá trị âm nhạc trong lễ cưới. Mỗi bài ca, bản nhạc được sử dụng như một phương tiện đóng góp tích cực trong quá trình chuyển tải nội dung của hoạt động nghi lễ. Mỗi bài ca dành cho một nghi lễ khác nhau. Sau nghi lễ rước ông bà, chú rể mới được sang ngồi trang nhà giữa cùng với cô dâu để tiến hành nghi lễ nhóm họ. Dàn nhạc và người hát cất lên bài Chum Kra, tiếng Khmer có nghĩa là chung giường. Nội dung bài ca là mời hai họ nhà trai và nhà gái cùng ngồi chung một giường, chính thức kết thông gia với nhau. Tiết tấu và ca từ của bài hát nói lên niềm vui của hai họ, mong muốn gắn kết đôi trẻ lại với nhau, mong muốn xuôi gia, vui vẻ, trang quà. Sau đó, ông Maha tiến hành nghi thức xoay vòng đèn vô thi. Đèn vô thi được truyền xoay quanh cô dâu và chú rể chính vòng cùng lời chúc tụng của hai họ cho hai người sớm có con cái nối dõi. Trong suốt thời gian ông Maha làm lễ, người hát và dàn nhạc vẫn thể hiện liên tục, nói lên nội dung nghi lễ. Đây là nghi thức có ảnh hưởng từ quan niệm dân gian, là những ngọn đèn này sẽ bảo vệ hạnh phúc cho cô dâu, chú rể. Mặt khác, việc xoay đèn này còn là biểu trưng cho sự sưởi ấm tình yêu, soi sáng hạnh phúc, mong họ được bình an, làm ăn phát đạt. Oh.
Bài hát Chum Kra vừa kết thúc, nghi lễ mổ khoa cao bắt đầu. Bài hát Bet Baka được người hát cất lên. Bài hát một lần nữa cho chúng ta thấy hoa cao có mặt trong hôn lễ của người Khmer, vừa là biểu trưng cho vẻ đẹp tinh khiết, trong trắng của người con gái, đồng thời biểu thị tình nghĩa keo sơn gắn bó, lòng biết ơn của con cái đối với cha mẹ, anh em. Bông cao truyền tay hai họ cắt ra những nhánh nhỏ. Mỗi lần cắt kèm theo một câu chúc mừng hạnh phúc. Nghi lễ này được diễn ra trong tấu khúc minh họa của bài hát Bet Baka, tức mổ khoa cao, làm cho không khí trở nên trang trọng và hôn lễ thêm phần ý nghĩa. Đến đây chúng ta đã khẳng định giá trị của âm nhạc trong lễ cưới truyền thống của người Khmer. Trong mỗi làn điệu, bài bản của nhạc cưới đều mang ý nghĩa cho từng sự việc, từng nghi thức khác nhau. Cho nên, trong quá trình tiến hành lễ cưới, các bài ca, bản nhạc đã được quy định phải sử dụng đúng lúc, đúng chỗ nhằm nhấn mạnh nội dung của từng nghi lễ. Giai điệu ca từ của bài hát và nghi lễ hòa quyện vào nhau như một dòng sông âm thanh cuộn chảy trong ngày hạnh phúc lứa đôi. Diễn ra nhiều nghi thức như vậy, nhưng cô dâu và chú rể vẫn chưa chính thức thành vợ, thành chồng. Nếu như lễ cột tay chưa được thực hiện, nói như vậy để thấy rằng lễ cột tay trong ngày cưới có vai trò quan trọng như thế nào. Bài hát trong nghi lễ này là bài Tròn Đài. Tiếng Khmer có nghĩa là cột tay. Cha mẹ, cô dâu, chú rể cột trước đến người đại diện và bà con hai họ dùng sợi chỉ hồng cột tay chú rể rồi đến cô dâu. Có sự phân chia rất rõ ràng. Họ nhà trai cột chỉ vào tay phải, họ nhà gái cột vào tay trái của cô dâu, chú rể. Mỗi sợi chỉ hồng cột vào tay thay cho lời chúc mừng hạnh phúc, cuộc sống lứa đôi bền vững, lâu dài. Trong lúc mọi người cột tay cô dâu, chú rể, thì người hát và dàn nhạc liên tục thể hiện bài hát Tròn Đầy cho đến khi kết thúc nghi lễ này. Buổi lễ cột tay diễn ra trong bầu âm thanh tiết tấu và giai điệu du dương vui tươi. Nội dung bài ca còn là lời giáo huấn cô dâu chú rể về công ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng mình đến ngày lớn khôn. Nay đã thành gia lập thất, phải xa vòng tay cha mẹ sống đời tự lập. Đồng thời lời ca còn dạy cho cô dâu chú rể nhiệm vụ thiêng liêng của người chồng, người vợ, người cha, người mẹ trong tương lai. Nhiều người đến chúc phúc thì bài hát càng tha thiết hơn, với những lời hát cứ được lặp đi lặp lại nhiều lần chúc mừng hạnh phúc. Sau lễ cột tay, hai người đã chính thức trở thành vợ chồng, được cha mẹ họ hàng hai bên thừa nhận.
Ngày xưa, đám cưới của người Khmer Nam Bộ diễn ra trong 3 ngày, có đến vài chục nghi lễ, và theo đó là trên 30 bài hát được thể hiện. Ngày nay, lễ cưới của người Khmer chỉ giữ lại khoảng 6 nghi lễ và 7 bài hát. Nội dung được gói gọn lại. Tôi thấy đây là việc làm cần thiết vì nó phù hợp với xã hội hiện nay. Người Khmer giữ được những nghi lễ và dòng nhạc cưới là rất quý, bởi thiếu âm nhạc thì không còn là bản sắc trong lễ cưới của người Khmer Nam Bộ nữa, đặc biệt là tính năng âm nhạc và ca từ của mỗi bài ca. Tính năng âm nhạc của nhạc cưới có giai điệu bắt nguồn từ dân gian, phục vụ cho dân gian. Tiết tấu của từng bản nhạc có vui, có trầm lắng, theo từng nghi lễ, nhưng chung quy lại đều bắt nguồn từ dòng âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ. Từ giai điệu đến ca từ đều phù hợp với tình cảm, thẩm mỹ của con người nơi vùng đất Nam Bộ. Ví dụ như điệu nhạc trong lễ hái hoa cao là làn điệu vui tươi nhưng rất sâu lắng. Dàn nhạc phục vụ cho lễ cưới cũng rất đặc biệt, được quy định chặt chẽ với biên chế nhạc khí là bộ chay và kết hợp với bộ gõ. Đây là dàn nhạc đầy đủ biên chế với đàn cò, đàn cáo, đàn khum, trống và còng. Cách nhạc khí thể hiện đầy đủ tính chất của nhạc cưới, đó là sự sâu lắng của đàn cò, đàn cáo, sự réo rắt du dương của đàn khum, hay trang trền lồng lộng của trống và cồn. Chính dàn nhạc đã góp phần rất lớn vào thành công của người ca, của nghi thức và của cả lễ cưới. Nói về người hát, dòng nhạc cưới quy định phải là đôi nam nữ thay phiên nhau hát ở những nghi lễ khác nhau. Phù hợp với từng nghi lễ, nói lên tâm tư tình cảm của cô dâu và chú rể. Điều đó cho thấy âm nhạc nói thay rất rõ tiếng lòng của những người trong cuộc. Chính giọng của người hát đã góp cho những nghi lễ thêm phần long trọng, dẫn dắt câu chuyện tình yêu đôi lứa thêm thi vị cho hạnh phúc lứa đôi bền chặt. Dòng nhạc cưới có vai trò rất quan trọng trong đời sống văn hóa của người Khmer và cả dòng âm nhạc dân gian Khmer. Chúng tôi đang sưu tầm những bản nhạc này để nghiên cứu và ký âm thành hệ thống nhạc cưới hoàn chỉnh để lưu lại cho thế hệ mai sau một dòng âm nhạc độc đáo trong văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ. Người ta thường nói bất hạnh nhất của một dân tộc là đánh mất đi bản sắc của chính họ. May mắn thay, người Khmer Nam Bộ vẫn còn giữ được cho mình những nét văn hóa truyền thống, trong đó dòng nhạc cưới vô cùng đặc sắc mà không phải dân tộc nào cũng có được. Chính vì vậy, họ đang cố gắng ra sức gìn giữ. Chúng tôi xin được gọi những bài ca trong ngày cưới là bài ca hạnh phúc. Bài ca hạnh phúc ở đây không chỉ là khát vọng hạnh phúc lứa đôi, mà còn là hạnh phúc trường tồn của một dân tộc. Rồi đây sẽ có những thế hệ kế thừa. Chương trình Hành trình văn hóa được phát trên sóng Đài Truyền hình Đài Chinh vừa giới thiệu đến quý vị phần 2 của loạt phim Nhạc cưới của người Khmer, bài ca hạnh phúc. Chương trình hôm nay đến đây xin tạm dừng. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này kỳ sau.